Những siêu phẩm bàn thắng luôn là điều mà bất kỳ cổ động viên nào cũng muốn được chứng kiến trong mỗi trận đấu. Nó như một chất xúc tác đưa cảm xúc của tất cả khán giả lên cao nhất, dù cho kết quả trận đấu có như thế nào đi chăng nữa. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng những pha lập công đỉnh cao mà khó có thể tái hiện trong tương lai nha. Thế quái nào mà ở khoảng cách xa như thế mà thanh niên mang áo số 52 lại có thể tạo ra một đường cong ảo ma Canada hết nấc vậy? Đúng là khoác lên mình tấm áo mang hình bóng của Lord Bednar, chỉ có Thánh mới giải thích được thôi. Ok bạn, tưởng đứng ở ngay sát đường biên thì phải thực hiện một cú tạt thì mới đúng chuẩn cơ bản người trái đất chứ. Giờ lại đóng một phát thẳng vào gôn như thế này thì ai mà đỡ cho nổi, bạn về hành tinh của mình đi nha. Cảm giác anh chàng thủ môn kia đang thưởng thức siêu phẩm một cách mãn nguyện nhất, dẫu cho trái bóng bay thẳng vào mành lưới mà đáng lý ra anh ta cần phải bảo vệ. Cơ mà thôi, làm gì được nữa với bàn thắng này, thà đứng yên chiêm ngưỡng có phải đỡ mệt không? Màn ra mắt của Ibrahimovic tại đất Mỹ suýt chút nữa đã trở thành thảm họa khi LA Galaxy bị dẫn 3-0 ngay trong 48 phút đầu tiên. Nhưng khi tiền đạo Thụy Điển được tung vào sân ở phút 71, phép màu đã xảy ra. Chỉ trong vòng 18 phút, LA Galaxy làm nên màn ngược dòng không tưởng bằng 3 bàn, riêng cá nhân Ibra lập cú đúp. Đáng nói hơn, bàn thắng gỡ hòa 3 đều là một cú volley tuyệt đẹp từ cự ly 40m, một siêu phẩm thực sự mãn nhãn. Nhưng với Zlatan, dăm 3 bàn này vẫn bình thường thôi. Bất ngờ chưa ông già, tính cosplay Noir hay sao mà dâng lên cao quá vậy? Thế thì phải trả giá đắt rồi, đành xin lỗi vì đã ghi siêu phẩm vậy ha. Mọi tình huống lộn xộn sẽ đều được kết thúc nhanh gọn. Nếu như trong đội hình của bạn có một thanh niên máu liều dám nghĩ và làm những điều không tưởng, rồi đâu ai nghĩ được ông thần ấy lại quay người dứt điểm từ giữa sân một cách quyết đoán như vậy, ai dám tưởng tượng tới đâu. Một cú sút bằng chân trái, khi nhìn vào thì tưởng sẽ chẳng đủ lực để làm khó thủ môn bên kia. Thế nhưng tất cả đã nhầm, chỉ cần ông thần gác đèn kia nhích lên đúng một nhịp thôi là lưới rung điện thoại rung rồi. Đến cả khán giả có lẽ còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra. Thế thì thử hỏi, ông anh gác đèn kia hy vọng gì nữa? Một pha bay người để có tình huống cứu thua xuất thần sao? Xin lỗi nhưng ở đây chúng tôi chỉ có siêu phẩm bàn thắng mà thôi. Không biết là đang xem bóng đá hay là đại hội võ lâm nữa, cái quả vuốt bóng này thì đúng là chỉ có những đại hiệp giang hồ võ nghệ cao cường mới làm được thôi, chứ người bình thường chắc chịu. Quả đá phạt đúng là cháy phố luôn Ben Zedder à, sút căng đét vậy thì khó cho đối thủ quá, lần sau đá thả chút cho dễ chơi ngang anh dai. Thủ môn cũng gọi là cũng tính bay người cản phá đấy, nhưng mà thấy tình hình đối tác ăn chơi ác quá, đóng quả vừa nhanh vừa mạnh như vậy thì thôi nhỉ, cố gắng cản phá làm chi cho mất công. Thường thì những pha dứt điểm để bóng liếm xà ngang sau đó mới đập xuống mặt đất, cơ hội cản phá của thủ môn gần như bằng không. Còn có bàn thắng hay không thì lại phụ thuộc đôi chút vào may mắn. Lần này thì có siêu phẩm là rõ vì bóng đã lăn vô lưới rồi còn đâu. Bỏ đi, không đỡ được đâu người anh em. Đây là đại bác tầm xa rồi, lại còn là hàng xịn nữa, nên để yên cho người ta ăn mừng nha. Đừng lo những người hâm mộ yêu dấu, chất lượng khung thành tuy có kém thật, nhưng mà dù mờ đến mấy cũng không thể che lấp đi vẻ đẹp của siêu phẩm này. Thủ môn chạm tay vào bóng rồi mà cũng có bắt được đâu, đủ để thỏa mãn chưa ạ? Đừng lo nếu như mà tình huống trôi qua quá nhanh mà bạn thậm chí còn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vì siêu phẩm này sẽ được chiếu chậm lại ngay sau đó. Quả bóng phi như tên bắn, ghim vào cột dọc rồi nảy vào lưới.
Đấy, phải xem mấy lần sau đó mới gọi là bắt nhịp được cảm xúc. Thì thử hỏi, thủ môn trên sân sao mà bắt kịp? Atalanta từng là chú ngựa ô không chỉ tại Serie A mà còn cả Champions League nữa. Bảo sao lại có những cú dứt điểm từ giữa sân đi thẳng vào tim người hâm mộ thế? Quả bắt volley này xứng đáng được trao ngay giải bàn thắng đẹp của giải đấu. Xem lại pha quay chậm ta mới thấy được độ lượng của quả bóng là ảo diệu như thế nào. Dẫu cho thủ môn đã đứng sai vị trí, thế nhưng không thể phủ nhận rằng pha ra chân này uy lực thực sự, xem mà đã có mắt gì đâu. Chắc là đội bên kia đang nghĩ, cái quả đá phạt ở góc như thế này, suốt có mà mai thì ăn nha. Ấy thế mà điều kỳ diệu đã xảy ra, thậm chí tác giả của bàn thắng còn biến thủ môn đối phương thành chúa hề đích thực, với pha vồ bóng hụt không thể thốn hơn. Cú volley thần sầu này có lẽ là bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp đội tuyển quốc gia của Joe Cole, một tài năng nhưng đáng tiếc lại luôn lép vế so với những sao khác cùng trang lứa. Cú đá phạt với quỹ đạo bay không thể giải thích nổi, thách thức mọi nhà vật lý học lỗi lạc nhất này của Roberto Carlos vào lưới tuyển Pháp chắc chắn không còn xa lạ gì với người hâm mộ bóng đá. Bởi vì đơn giản thôi, nó đã trở thành một biểu tượng bất tử. Vừa rồi là những siêu phẩm có 102 trong thế giới bóng đá mà khó lòng tái hiện được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.